rất quan trọng là phần hỏi bệnh, đúng không ạ? Phần hỏi bệnh. Thế thì trước khi mà đi khám sàng thì chúng ta sẽ phải biết được về cái bệnh này, cái cơ chế nó như thế nào, đúng không ạ? Và cơ chế cái bệnh nó như nào chúng ta sẽ phải dựa vào các gì ạ? Dựa vào các triệu chứng của bệnh, đúng không ạ? Dựa vào các triệu chứng của bệnh. Thế vậy thì cái mô hình trong cái bệnh này nó ra đời không biết gì ạ? Cái mục đích thứ nhất là nó cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng, xin lỗi, các bác sĩ chuẩn bị và tiến vào rừng rậm lâm sàng, đúng không ạ? Có những kiến thức căn bản nhất về bệnh. Và cái mục tiêu thứ hai ra đời của sinh viên bệnh là cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu để có được những kiến thức căn bản đó. Thì đấy là hai cái mục đích ra đời của môn học sinh viên bệnh. Vậy thì cái môn học sinh viên bệnh nó là gì? Thì chúng ta sẽ đi cái phần thứ nhất trong cái giới thiệu môn học sinh viên bệnh. Cái phần thứ nhất là phần định nghĩa về môn học sinh viên bệnh. Định nghĩa. Định nghĩa như sau, sinh lý bệnh theo nghĩa tổng quát nhất là môn học nghiên cứu về những thay đổi chức năng của cơ thể. Chúng ta sẽ đi phân tích được cái cơ chế bệnh sinh của bệnh nó như thế nào. Và cơ chế bệnh sinh là gì thì ở phần sau chúng ta sẽ tiếp theo. Đó là gì ạ? Quá trình phát sinh, phát triển và kết thúc của bệnh. Cái đấy gọi là cơ chế bệnh sinh, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta phải muốn biết được các triệu chứng lâm sàng, muốn phân tích được cơ chế bệnh sinh thì chúng ta phải biết được các cái triệu chứng căn bản của bệnh đó như thế nào trước đã, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ thế này. Tôi lấy ví dụ bây giờ nói đến bệnh lý của tim, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng có rất nhiều bệnh lý tim, đúng không? Chúng ta có thể kể một vài bệnh lý của tim ạ. Suy tim. Hở van tim, suy tim. Gì ạ? Hẹp van hay lá, hở van hay lá. Rồi gì nữa ạ? Các bệnh lý của mạch van, đúng không ạ? Rất nhiều những bệnh lý của tim. Thế thì mỗi một cái bệnh lý tim những bạn vừa kể đó, nó có một cái cơ chế bệnh sinh riêng của nó. Tức là nó có một cái quá trình phát sinh, phát triển và kết thúc riêng của nó. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải hiểu, vẫn phải biết được những cái đặc điểm chung của các bệnh lý tim. Đó là sau này chúng ta sẽ học gọn trong bài sinh lý bệnh hệ tuần hoàn. Như thế, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như các bạn nói những các bệnh lý viêm, đúng không? Có rất nhiều, đúng không ạ? Viêm tim, viêm phổi, viêm gan, viêm thận, vân vân, có rất nhiều, đúng không ạ? Thế thì mỗi một cái bệnh lý viêm đó nó có một cơ chế bệnh sinh riêng của nó. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải biết được những cái đặc điểm chung, những cái triệu chứng chung, những cái đặc điểm cơ bản của viêm. Và chúng ta sẽ học gì ạ? Sinh lý bệnh quá trình viêm với 4 triệu chứng kinh điển của viêm và sau đó là các gì ạ? Các biểu hiện khác. Đó là gì? Sưng nóng, đỏ, đau. Đúng không ạ? Thế thì mỗi một cái bệnh lý riêng biệt nó có một cơ chế bệnh sinh riêng, nhưng chúng ta vẫn phải biết được những đặc điểm chung, những triệu chứng chung, những triệu chứng căn bản của nó. Đó, thì chúng ta sẽ nghiên cứu sinh lý bệnh như thế. Tiếp theo là về nội dung sinh lý bệnh. Về nội dung sinh lý bệnh, khi các bạn học sinh lý bệnh thì các bạn sẽ trải qua hai nội dung lớn như thế này. Cái thứ nhất là sinh lý bệnh đại cương. Sinh lý bệnh đại cương. Và cái thứ hai, phần lớn thứ hai là sinh lý bệnh cơ quan. Sinh lý bệnh đại cương và sinh lý bệnh cơ quan. Phần lớn thứ nhất, sinh lý bệnh đại cương thì chúng ta sẽ nghiên cứu đại cương sinh lý bệnh học. Đại cương sinh lý bệnh học, đó chính là cái bài mở đầu hôm nay, đúng không ạ? Vậy thì bài mở đầu hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu các nguyên nhân của sinh lý bệnh, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu các quá trình phát sinh, phát triển và kết thúc của bệnh ra làm sao, chúng ta gọi tắt sau này đó là cơ chế bệnh sinh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nghiên cứu tính phản ứng của cơ thể khi bị bệnh như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nghiên cứu vòng xoắn bệnh lý trong cơ chế bệnh sinh ra làm sao,
và quá trình kết thúc của bệnh như thế nào. Đó. Thế thì đó là cái phần giới thiệu cái môn học sinh lý bệnh hôm nay, thì chúng ta gọi là đại cương sinh lý bệnh học, và nó là một phần nhỏ trong sinh lý bệnh đại cương. Cái phần nhỏ thứ hai trong sinh lý bệnh đại cương đó là chúng ta sẽ nghiên cứu sinh lý bệnh, các quá trình bệnh lý điển hình. Sinh lý bệnh các quá trình bệnh lý điển hình là chúng ta sẽ nghiên cứu những hệ thống chung, đó ạ, các quá trình chung trong cơ thể khi nó bị bệnh. Ví dụ 2 giờ tiếp theo, 2 giờ đại cương sinh bệnh này là các bạn sẽ học sinh bệnh quá trình viêm, nó là cả một cái quá trình, nó là cả một cái hệ thống, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu sinh lý bệnh các quá trình rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Chúng ta sẽ nghiên cứu sinh lý bệnh các quá trình rối loạn điều hòa thân nhiệt trong cơ thể. Rồi sinh lý bệnh các quá trình rối loạn các cái chức năng trong cơ thể, đó là sinh bệnh quá trình lão hóa, quá trình già hóa, đúng không ạ? Tức là các chức năng của các hệ thống trong cơ thể khi nó bị bệnh. Đó. Và phần lớn thứ hai là sinh lý bệnh cơ quan, hay chúng ta còn gọi đó là sinh lý bệnh bộ phận, thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cơ quan trong cơ thể khi nó bị bệnh. Ví dụ như sinh lý bệnh tuần hoàn, đó, sinh lý bệnh tiêu hóa, sinh lý bệnh gan, sinh lý bệnh tiết niệu, vân vân, sinh lý bệnh hô hấp. Thì đó là toàn bộ chương trình giới thiệu về môn học sinh lý bệnh mà các bạn sẽ học qua khi các bạn đi cái học phần thứ hai, học phần sinh lý bệnh học. Đã nắm được mình đã phải học cái gì chưa ạ? Phần thứ ba là tính chất của môn học sinh lý bệnh. Tính chất. Thế thì về tính chất của môn học sinh lý bệnh thì có thể có hai cuốn sách hơi khác nhau một chút. Đó là cái cuốn sách sinh lý bệnh học là phần sinh lý bệnh, và cái cuốn sách về sinh lý bệnh học kia thì nó hơi khác nhau một chút. Tức là người ta có cái cuốn sách như này thì người ta tổng hợp lại cuốn sách giống như cuốn sách của bạn kia thì người ta lại phân tích ra, đúng không ạ? Do đó mà sinh lý bệnh có ba tính chất cơ bản như sau. Tính chất thứ nhất là tính chất tổng hợp, tính chất thứ hai là tính chất tích hợp, và tính chất thứ ba là tính chất thực nghiệm, đúng không ạ? Ba tính chất cơ bản trong sinh lý bệnh các bạn phải nhớ, đó là tính tổng hợp, tính chất tích hợp và tính chất thực nghiệm. Và chúng ta cùng nhau phân tích từng tính chất một. Cái tính chất thứ nhất đó là tính chất tổng hợp. Tôi lấy ví dụ như này để các bạn hiểu trước. Tôi lấy ví dụ như bây giờ chúng ta đã thành bác sĩ, chúng ta ngồi phòng khám. Bây giờ có một bà mẹ trẻ đưa một cái cháu bé đến, đó. Và bà mẹ trẻ đó nói rằng là bác ơi, cháu nó sốt mấy hôm nay, và cháu nó sốt rất cao. Thế thì thông thường là gì ạ? Khi chúng ta hỏi bệnh, chúng ta khám bệnh, các bạn, thì thường bao giờ chúng ta cũng áp dụng phương pháp phân tích. Đúng không ạ? Ví dụ như trên đứa trẻ này chúng ta có thể hỏi bệnh của các bác sĩ, thế thì cháu sốt từ bao giờ, cháu nó sốt như thế nào, đó, cháu nó sốt bao nhiêu độ, đúng không ạ? Cháu sốt nóng có kèm theo các cơn rét run hay không, đúng không ạ? Rồi cháu sốt cháu có đau ở đâu không, ví dụ thế chẳng hạn. Thông thường là bao giờ chúng ta cũng sẽ có xu hướng là gì, áp dụng phương pháp phân tích, tức là gì, trẻ nhỏ từng chi tiết từng vấn đề ra, đúng không ạ? Nhưng người ta thấy rằng nhiều khi nếu như quá đi sâu, quá lạm dụng cái phương pháp phân tích này, đó, thì thông thường ta lại quên mất cái tổng thể. Và các bạn biết là cái tính chất của phương pháp phân tích là gì ạ? Nó có tính chất gì? Thứ nhất là chính xác, đúng không ạ? Thứ hai là tỉ mỉ, đúng không ạ? Tính chất thứ ba là gì? Trung thực, đúng không ạ? Bao giờ cũng có ba cái tính chất của phương pháp phân tích đó, và thông thường ta áp dụng phương pháp này. Thế thì khi mà chúng ta, nếu như chúng ta mà quá đi sâu vào phương pháp phân tích và chúng ta lại không có một cái kiến thức nền, kiến thức căn bản trước khi chúng ta đi lâm sàng, thì thông thường là chúng ta chỉ hỏi bệnh à, có thể là hỏi rất là chi tiết, rất là nhỏ nhặt đấy, nhưng mà chúng ta không biết được là à, vậy thì cái trên bệnh nhân này cái triệu chứng nào là cái triệu chứng căn bản, có đúng không ạ? Và các bạn biết rằng trong bệnh lý cái triệu chứng cơ bản đó nó giúp cho chúng ta đi đến bản chất của vấn đề, đó là gì? Đó là chẩn đoán được bệnh cho bệnh nhân. Mà có chẩn đoán được bệnh cho bệnh nhân thì chúng ta mới gì ạ? À, mới điều trị được chứ, đúng không ạ? Có chẩn đoán được bệnh thì mới điều trị được chứ, đúng không ạ? Do đó mà trong sinh lý bệnh người ta khuyên rằng chúng ta phải biết tổng hợp lại, à chúng ta có thể áp dụng phương pháp phân tích trong thăm khám và hỏi bệnh đấy, nhưng trên bệnh nhân đó chúng ta sẽ phải biết là gì, à cái triệu chứng nào là cái triệu chứng căn bản chúng ta phải nắm được, đúng không ạ? Và nhiều khi chúng ta có thể bỏ qua những cái triệu chứng mà không căn bản, hay người ta gọi đó là cái chi tiết vụn vặt, đúng không ạ? Để đi đến bản chất của vấn đề là gì, là chẩn đoán được bệnh cho bệnh nhân.
Thế thì cái việc mà chúng ta nắm được cái triệu chứng căn bản, và nhiều khi chúng ta phải bỏ đi được những cái triệu chứng không căn bản đó, thì cái đấy là cái tính chất tổng hợp của học sinh như vậy. Hiểu chưa? Đó là tính chất tổng hợp. Nếu chúng ta nghe, chúng ta có thể tốc ký một chút nhé. Đây là tính chất tổng hợp. Cái tính chất thứ hai là tính chất tích hợp. Thế thì sinh lý bệnh ra đời sau những cái môn kể cả y học lâm sàng và y học cơ sở. Do đó mà sinh lý bệnh sẽ lợi dụng hay sẽ lấy những cái thành quả khoa học của những cái môn y học ra đời trước nó và lấy làm của mình. Đó. Thì cái việc đó gọi là tính chất tích hợp. Hay ví dụ như bây giờ tôi muốn làm nhà, tôi muốn đến thăm nhà một vài bạn ở trong lớp mình, tôi biết là nhà rất là đẹp, đúng không ạ? Thì tôi trước khi tôi làm nhà thì tôi mới đến thì tôi thăm và tôi xem ý tưởng làm nhà của các bạn nó như nào, đó. Và tôi thấy là có thể áp dụng được cái gì ở nhà các bạn đối với cái nhà sắp làm của tôi như thế chẳng hạn, đó. Và tôi sẽ lấy cái ý tưởng đó để tôi làm cái nhà của tôi. Thế cái việc mà gì? Tôi lấy ý tưởng nhà của hai ba bạn ở trong lớp mình này, và lấy làm cái ý tưởng làm nhà của tôi, thì cái đấy gọi là gì? Tích hợp. Thế vậy thì trong sinh lý bệnh thì do sinh lý bệnh ra đời sau những cái môn y học lâm sàng, y học cơ sở, do đó mà sinh lý bệnh sẽ lấy những thành quả khoa học của những môn ra đời trước và lấy làm của mình. Cái đấy gọi là tính chất tích hợp. Các bạn y học sinh nghe có hiểu ạ? Có hiểu không? À, hiểu được đúng không ạ? À, thì đó là tính chất tích hợp. Và do đó thì chúng ta thấy rằng muốn học tốt sinh lý bệnh thì chúng ta sẽ phải học tốt gì ạ? À, các môn cơ sở mà gần nhất đó là gì ạ? Gần nhất là sinh lý. Sinh lý chúng ta nghiên cứu gì ạ? Về chức năng của các cơ quan, của các hệ thống trong cơ thể. Thì sinh lý bệnh chúng ta gì ạ? Nghiên cứu bệnh lý của các cơ quan đó như thế nào, hay bệnh lý của các chức năng đó như thế nào, đúng không ạ? Thế thì gần nhất với sinh lý bệnh là sinh lý. Sinh lý, do đó chúng ta phải giỏi sinh lý. Chúng ta phải hỏi gì nữa ạ? Giỏi giải phẫu, đúng không ạ? Về cấu trúc thì biết đến chức năng, đúng không ạ? Với bệnh lý của chức năng, đúng không ạ? Chúng ta phải giỏi sinh hóa. Các môn tiếp theo nữa là chúng ta phải giỏi vi khuẩn, giỏi ký sinh trùng, giỏi giải phẫu bệnh, vân vân. Và tính chất tiếp theo. Tính chất tiếp theo là tính chất thử nghiệm. Tính chất tiếp theo là tính chất thử nghiệm. Tôi lấy ví dụ như thế này. Và cái chấn thương này nó để đưa đến một cái trường hợp tiếp theo nữa, tức là nó kéo theo nữa, nó gây sốc. Sau chấn thương nó sẽ gây sốc, đúng không ạ? Thế thì có thể là tất cả các bác sĩ lâm sàng đều theo dõi được các triệu chứng lâm sàng trên cái bệnh nhân bị chấn thương và dẫn đến sốc đó. Nhưng các bác sĩ lâm sàng không biết được vậy thì cái quá trình phát sinh, phát triển và kết thúc của cái sốc chấn thương nó như thế nào, đúng không ạ? Đều quan sát được các triệu chứng nhưng không biết được cái cơ chế phát sinh, phát triển và kết thúc, thì chúng ta sau này chúng ta gọi tắt, thống nhất gọi tắt là cơ chế bệnh sinh đi. Không biết được cơ chế bệnh sinh của sốc chấn thương như thế nào. Và các bác sĩ lâm sàng chấn thương mới nhờ đến các nhà sinh lý bệnh. Các nhà sinh lý bệnh sẽ áp dụng cái mô hình bệnh tật ở trên con người đấy, là cái sốc chấn thương đó, nhưng bây giờ làm ở trên con vật để tìm ra cơ chế bệnh sinh cho cái sốc chấn thương đó. Đúng không ạ? Và cái đấy gọi là phương pháp thử nghiệm. Thế thì cái này các bạn cũng sẽ được tiến hành làm vào một bài của cái học phần, bài thực hành của cái học phần sinh lý bệnh. Tức là chúng ta sẽ làm trên con chó. Chúng ta sẽ chuẩn bị một con chó to khoanh, nặng khoảng trên 10 cân đấy. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái vồ này nặng khoảng gần 1 cân, khoảng 800 gram. Cái vồ ấy, nó gần như là cái búa ấy. Cái vồ
Thế và các bạn sẽ phải đập liên tục vào mặt trong vì sau của cháu. Thế thì cái này là thông thường các bạn nam sẽ đảm nhiệm đấy. Thế thì trong cái quá trình mà chúng ta gây sốc chấn thương thử nghiệm cho con vật này thì tất cả các bạn đều phải quan sát các cái triệu chứng lâm sàng xảy ra trên nó. Thế và từ các cái triệu chứng lâm sàng đó thì chúng ta mới đưa ra cái gì ạ? Các cái giả thuyết thích hợp. Tức giả thuyết này có nghĩa là gì ạ? Những cái mà chúng ta học được, những cái mà chúng ta lô thích được theo các bạn, từ cái triệu chứng lâm sàng đó thì theo các bạn cái sốc chấn thương là do cái gì? Đó, thì cái đấy ta gọi là các gì? Các giả thuyết thích hợp ở đây tức là thích hợp với từng người. Hiểu không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ chứng minh bằng thực nghiệm. Đó ạ, để chúng ta tìm ra cái cơ chế bệnh sinh của cái sốc chấn thương này. Đó ạ, thế thì đấy chính là phương pháp thực nghiệm. Đó ạ. Và cái phương pháp thực nghiệm như sau, các bạn ghi. Phương pháp thực nghiệm trong y học là một phương pháp nghiên cứu. Làm phương pháp nghiên cứu xuất phát từ những quan sát khách quan các biểu hiện bệnh lý. Rồi đứng trên quan điểm duy vật để đề ra các giả thuyết thích hợp. Đứng trên quan điểm duy vật để đề ra các giả thuyết thích hợp. Rồi dùng thực nghiệm để chứng minh xem giả thuyết đề ra đúng hay sai. Rồi dùng thực nghiệm để chứng minh xem giả thuyết đề ra đúng hay sai. Chứng minh xem giả thuyết đề ra đúng hay sai. Hay nói một cách khác là ta sử dụng thực nghiệm để ta chứng minh xem cái giả thuyết chúng ta đề ra nó có đúng không, phải xem cái quan sát của chúng ta nó có sát hợp với thực tế hay không. Đó ạ, thì đó là phương pháp thực nghiệm trong y học. Vậy thì qua cái định nghĩa vừa rồi thì các bạn có thể tổng hợp lại, các bạn có thể cho biết vậy phương pháp thực nghiệm có mấy bước ạ? Cái bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên là bước quan sát. Quan sát mang tính gì ạ? Tính chất khách quan thôi. Đó ạ, bây giờ nó diễn ra như thế nào thì chúng ta ghi vào phiếu thực nghiệm là nó như thế. Đúng không ạ? Sau bước quan sát đó là bước gì ạ? Bước đề ra các giả thuyết. Đúng không ạ? Dựa vào cái quan sát này thì chúng ta theo chúng ta cái gì ạ? Cái cơ chế, cái nguyên nhân của cái bệnh lý này là gì? Đúng không ạ? Thì mỗi người sẽ có một gì? Một ý kiến và dựa vào cái gì? Kiến thức mà mình lĩnh hội được. Đúng không ạ? Dựa vào cái tư duy logic của từng người. Đúng không ạ? Và cái bước thứ ba là gì ạ? Ta sẽ chứng minh bằng thực nghiệm. Để ta chứng minh cái gì? Ta chứng minh cái ta quan sát được nó có sát hợp với thực tế không? Ta chứng minh cái gì, cái giải thích là đề ra nó có đúng hay không? Đó ạ, thì đó là các bước trong phương pháp thực nghiệm. Và cái phương pháp thực nghiệm này nó không chỉ sử dụng cho những cái trường hợp mà gì ạ, những cái bác sĩ lâm sàng muốn tìm được cơ chế bệnh sinh của bệnh, đó ạ, mà trong thực tế lâm sàng, trong chẩn đoán bệnh, đó, hỏi bệnh, thăm khám bệnh và chẩn đoán bệnh, người ta cũng có thể áp dụng cái phương pháp thực nghiệm. Bởi vì sao? Bởi vì bao giờ nó cũng là cái quan sát, đó ạ, cái quan sát là cái bước thứ nhất. Đến cái bước thứ hai là gì ạ? Chúng ta đưa ra gì? Đưa ra cái giả thuyết, đúng không ạ? Sau đó ta gì ạ? Ta chứng minh bằng thực nghiệm. Thế thì cái chứng minh bằng thực nghiệm này chúng ta sẽ phải đưa ra lý luận để mà tại sao chúng ta gì ạ? Chúng ta thấy là ví dụ như bây giờ ta chứng minh cái cơ chế bệnh sinh của bệnh lý chẳng hạn, thì ta sẽ phải đưa ra gì? Ta sẽ phải đưa ra bằng lý luận. Ta phải lý luận tại sao nó lại như thế chứ, đúng không ạ? Và sau này các bạn học sinh đi bệnh thì các bạn bao giờ các bạn cũng phải gì ạ? Cũng phải tức là đối mặt với cái câu hỏi tại sao nó lại như thế, đúng không ạ? Thế thì ta sẽ phải sử dụng lý luận để ta gì? Ta lý luận là tại sao nó lại như vậy, đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta sẽ kiểm nghiệm bằng thực tế, đó là kiểm nghiệm bằng lâm sàng, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành seminar một trường hợp như sau. Vận dụng phương pháp thực nghiệm trong thực tiễn lâm sàng thì chúng ta sẽ làm một cái trường hợp như thế này. Một cái bệnh nhân nam 40 tuổi vào viện với các cái triệu chứng như sau, đúng không ạ? Thứ nhất là gầy yếu mệt mỏi, thứ hai là gan và phổi mạch mắt vàng,
thứ ba là nước tiểu vàng phân sẫm màu, tức là đấy là cái câu đầu tiên là câu gì? Nhìn nhé, đúng không ạ? Nhìn. Khi khám thì thấy gan to, bụng trướng, có đục, người ăn uống thì khó tiêu, hỏi bệnh thì thấy là ăn uống khó tiêu, bệnh nhân có cảm giác chán ăn, và cho bệnh nhân đi chụp tim phổi thì thấy là tim phổi bình thường, và sau đó thì cho bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, đúng không ạ? Cái thứ nhất là men gan, thứ hai là gì ạ? Là cái kháng nguyên bề mặt của virus gây viêm gan B, và cái thứ ba là siêu âm gan mặt. Đúng không ạ? Thế vậy thì qua các cái triệu chứng này các bạn nghĩ đến cái gì ạ? Đây là cái triệu chứng đúng không? Đúng không ạ? Các triệu chứng. Và bây giờ chúng ta đề giả thuyết chúng ta nghĩ đến cái gì? À, bệnh lý về gan. Gì ạ? À, bệnh lý về mật. Gì ạ? Đây là bước quan sát đây đúng không? Và bước thứ hai là bước gì? Đưa giả thuyết, chúng ta đưa giả thuyết đi. Có thể chưa đi lâm sàng nên là chưa học về các chức năng là chủ yếu rồi đúng không ạ? Thế thì sau đó chúng ta đưa ra các giả thuyết, chúng ta có thể nghĩ tới các cái bệnh như sau. Đó. Thứ nhất là viêm túi mật, các bệnh về đường mật, nếu mà nó rất đúng là viêm túi mật, sỏi mật hoặc là gì, hoặc là du chua mật. Đó. Những cái này nếu như mà nó ở trong đường mật thì nó làm cho mật nó không xuống được ruột đúng không? Và nó sẽ vào gì? Nó sẽ vào máu mới gây tình trạng vàng da, cũng có thể chứ đúng không ạ? Rồi nó có thể gì ạ? Các cái bệnh lý về viêm gan đúng không ạ? Rồi các nguyên nhân khác nữa gây nên vàng da thì chúng ta sẽ tiếp tục khi các bạn học lâm sàng đúng không ạ? Đây chúng ta chỉ đưa cái thì theo cái phương pháp thôi nhé, chúng ta đưa ra các giả thuyết. Đó, đây là cái hình thức chúng ta đưa giả thuyết, và sau đó thì chúng ta chứng minh giả thuyết bằng cách là gì ạ? Chúng ta làm các cái xét nghiệm cận lâm sàng và sau đó được kết quả. Chúng ta thấy rằng là cái siêu âm thì gan to này, các bé dây dương tính và các cái chỉ số về men gan rất là tăng đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta đi đến cái chẩn đoán hay cái kết luận là gì ạ? Là bệnh nhân bị virus gây viêm gan, bị bệnh virus gây viêm gan viêm B đúng không ạ? Thế như vậy có nghĩa là các bạn thấy rằng cái phương pháp thực nghiệm trong học nó không chỉ áp dụng trong trường hợp của chúng ta tìm ra cái cơ chế bệnh sinh của một bệnh lý đúng không ạ, mà chúng ta có thể áp dụng ngay vào lâm sàng trong cái việc hỏi bệnh, trong cái việc khám bệnh, trong cái việc đưa ra các cái gì cái lý luận của mình, đó là các giả thuyết đúng không ạ? Và cuối cùng là chúng ta sẽ gì, chúng từ cái giả thuyết, từ cái quan sát đó chúng ta sẽ đi đến chúng ta chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Và chúng ta sang phần thứ tư là vai trò của ông học sinh như vậy. Xin như vậy có ba vai trò cơ bản như sau. Vai trò thứ nhất là sinh lý bệnh soi sáng cho công tác dự phòng và điều trị bệnh. Và nghe thì có vẻ là nó hơi buồn cười, nó có vẻ gì đấy. Theo như chúng ta nói bây giờ, theo ngôn ngữ của giới trẻ nó là nổ, đúng không ạ? Nhưng thực tế nó là như thế ạ. Và soi sáng cho công tác dự phòng và điều trị bệnh. Thế thì như thế này, chúng ta biết rằng là quan điểm của y học hiện đại ngày nay đó là gì ạ? Bao giờ người ta cũng có cái xu hướng là gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và các bạn thấy rằng không chỉ trong y học mà trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đúng không? Thường áp dụng cái phương châm này, đó là gì? Phòng còn hơn gì? Còn hơn chống. Bây giờ ta phòng, ta đừng để nó xảy ra, còn hơn là khi nó đã xảy ra rồi ta mới tìm cách ta chống. Nếu như tìm cách được đúng thì nó sẽ có hiệu quả, đúng không? Nhưng tìm cách nó không đúng thì nó lại gì? Nó lại không có hiệu quả. Đúng không ạ? Như vậy không được con đi học thôi mà trong các lĩnh vực khác tôi thấy cũng như thế, nói về cá nhân tôi. Thế thì quay trở lại cái vai trò đầu tiên của sinh lý bệnh, đó là dự phòng và điều trị bệnh. Thì để mà dự phòng bệnh được tốt thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta phải hiểu được bệnh đó, ta sẽ phải hiểu được nguyên nhân của bệnh đó như thế nào, đúng không ạ? Cái phương pháp điều trị bệnh đó như thế nào, và kết quả điều trị bệnh ra làm sao, đúng không ạ? Thì ta mới gì? Ta mới phòng được bệnh, đúng không ạ? Còn tất yếu khi mà cái quá trình bệnh lý nó đã xảy ra rồi thì ta sẽ phải điều trị bệnh. Vậy các bạn có thể cho biết có mấy cách điều trị bệnh, có những cách điều trị bệnh? À, điều trị triệu chứng của bệnh, điều trị gì nữa, à, nguyên nhân của bệnh gì nữa, à, hỗ trợ tăng sức đề kháng. Và cái vấn đề hỗ trợ tăng sức đề kháng thì chúng ta sẽ nói ở phần sau. Và cái cách thứ ba đó là điều trị theo sinh lý bệnh, hay nói cách khác là theo cơ chế bệnh sinh của bệnh đó. Thế vậy thì xin hỏi các bạn là có phải tất cả các trường hợp bệnh lý ta đều sử dụng ba phương pháp này không? À, thế ví dụ điều trị triệu chứng thì theo các bạn chúng ta điều trị trong trường nào?
À, chưa rõ nguyên nhân. Vâng, rất đúng ạ. Như bạn nói là trong sốt, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ một bà mẹ mà đưa đến cho chúng ta một đứa trẻ và bà mẹ nói rằng là cháu nó sốt mấy hôm nay rồi bác ạ, mà sốt cao lắm, lúc nào 39 độ rưỡi 40 độ. Thế thì đưa đến cho bác thì trước hết bác làm gì ạ? Bác hạ sốt. Có thể là ta chưa biết cái nguyên nhân gây sốt của nó là gì, nhưng ta phải gì ạ? Ta phải hạ sốt cho nó để gì? Để tránh cái xảy ra cái trường hợp gì ạ? Và sau dần của con. Đúng không? Vậy cái điều trị triệu chứng thường áp dụng trong trường hợp nào? Thứ nhất là chưa rõ nguyên nhân, và thứ hai nếu như không điều trị cái triệu chứng đó thì cái triệu chứng đó có thể ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Đó, thì đấy là cái cách điều trị triệu chứng. Thế còn cái cách điều trị thứ hai là điều trị nguyên nhân của bệnh thì ta sử dụng cho trường hợp nào các bạn? Và ta biết được nguyên nhân gây bệnh là gì và người ta thấy rằng đây là cái cách điều trị bệnh có tính hiệu quả nhất. Đúng không? Bây giờ tôi biết nguyên nhân gây bệnh và tôi gì? Tiêu diệt cái nguyên nhân đó, đúng không ạ? Thì bệnh sẽ khỏi, đúng không ạ? Và cái cách điều trị thứ ba là điều trị theo cơ chế bệnh sinh của bệnh, tức là theo sinh lý bệnh đấy. Thì tôi sẽ đưa ra một cái sơ đồ cơ chế bệnh sinh của sốc chấn thương như này và tôi sẽ luôn tới cái cách thực hiện. Tôi xin lấy cái sơ đồ của cái sốc chấn thương, đúng không ạ? À, tôi rằng chấn thương có thể dẫn tới chấn thương, đúng không ạ? Thì cái chấn thương mà đưa đến sốc thì tất cả đều theo dõi được các triệu chứng lâm sàng, đúng không ạ? Và từ cái theo dõi triệu chứng lâm sàng của mọi người đó thì chúng ta mỗi người sẽ đưa ra một cái ý kiến của mình, cái đấy gọi là giả thuyết, đúng không ạ? Thế thì cái giả thuyết trong sốc chấn thương người ta cho rằng nó có 3 giả thuyết như sau. Cái giả thuyết thứ nhất là do rối loạn hoạt động của thần kinh trung ương, tức là nó đau. Bây giờ tôi lấy cái hồ, tôi đập liên tục vào mặt trong người sau của nó và tôi đập trừ diện, tức là đập kéo dài, đúng không ạ? Thì nó sẽ để, nó sẽ đau, và cái đau đớn này nó theo thần kinh nó lên vỏ não, nó gây tình trạng lúc đầu lúc phấn, nhưng sau đó thì ức chế vỏ não. Cái này thì hơi lấn sân một chút sang cái bài thực nghiệm các bạn, thế thì lúc đầu lúc phấn và sau đó thì nó dẫn tình trạng gì, ức chế vỏ não, và nó ức chế luôn cả các trung tâm dưới vỏ, đúng không ạ? Và các trung tâm dưới vỏ cũng sẽ bị gì, ức chế. Thế thì cái rối loạn hoạt động thần kinh trung ương ở đây tức là nó đi từ gì, hưng phấn đến gì ạ? Đến ức chế là gì, đúng không ạ? Rồi cái ý kiến thứ hai thì người ta lại cho rằng cái chấn thương mà đưa đến sốc nhiều khi nó là do cái ổ dập nát này đây, do dập nát tổ chức, và cái ổ dập nát ở trong chấn thương mà, đúng không ạ? Nó có những cái ổ dập nát, và người ta cho rằng cái ổ dập nát này nó phát sinh ra các cái chất độc, nó gây nên tình trạng nhiễm độc cho cơ thể. Và cái ý kiến thứ ba thì người ta lại cho rằng cái chấn thương mà đưa đến sốc là do mất máu. Trong sự giật xe, đúng không ạ? Có thể gây chấn thương, và cái chấn thương này có thể gây nên mất gì? Mất máu. Và mất máu nó sẽ gây nên gì ạ? Thiếu oxy. Thế nhưng mà để mà phân tích kỹ cái cơ chế bệnh sinh sốc chấn thương, tôi dành để hôm nào chúng ta học nhé. Đó, như thế nào và tại sao cơ chế như vậy thì chúng ta sẽ để dành cho nó bí mật tí nhé. Ở đây đang muốn nói đến là cái phương pháp thực hiện là chủ yếu và cái cách điều trị theo cơ chế vệ sinh. Thế thì từ cái rối loạn hoạt động thần kinh trung ương thì nó sẽ gây nên rối loạn vận mạch. Rồi từ cái rối loạn vận mạch này nó sẽ gây nên rối loạn tuần hoàn, rối loạn hô hấp và rối loạn chuyển hóa. Từ đó nó sẽ gây nên rối loạn huyết động. Từ rối loạn huyết động nó sẽ gây nên hạ huyết áp và nó sẽ gây nên sốc, đúng không ạ? Rồi nhiễm độc này nó cũng sẽ gây nên rối loạn vận mạch. Đó, tại sao không giải thích cơ chế sẽ nói hơn. Thế rồi rối loạn nó lại gây rối loạn vận mạch, rồi nó lại gây rối loạn tuần hoàn hô hấp chuyển hóa. Nhưng rối loạn tuần hoàn hô hấp chuyển hóa nó lại gây nên thiếu oxy, và thiếu oxy nó cũng có thể gây nên rối loạn tuần hoàn hô hấp chuyển hóa. Đúng không ạ? Thế thì đấy là cái phương pháp thực nghiệm, tức là đây là ba giả thuyết, đúng không ạ? Và từ cái giả thuyết này thì ta sẽ gì ạ? Theo logic của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xây dựng cái sơ đồ cơ chế bệnh sinh của sốc chấn thương như thế này đây, đúng không ạ? Thì đấy là phương pháp thực nghiệm nhé. Cái khía cạnh thứ hai chúng ta đang nói đến đó là điều trị theo cơ chế bệnh sinh. Điều trị theo cơ chế bệnh sinh có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ cắt đứt các cái khâu hình thành của một tập nhân quả. Chấn thương là một nguyên nhân, đúng không ạ? Rối loạn thần kinh trung ương là một hậu quả, đúng không ạ? Nếu như rối loạn hoạt động thần kinh trung ương không được cắt bỏ thì nó lại trở nguyên nhân, nó lại gây nên một chuỗi các hậu quả tiếp theo.
Thế thì chúng ta gọi một cái cặp nhân quả này là một khâu ở trong trong bệnh sinh, đúng không ạ? Và điều trị theo cơ chế bệnh sinh có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ cắt đứt các khâu hình thành của các cặp nhân quả này. Ví dụ bây giờ bệnh nhân bị chấn thương, tôi tránh cho bệnh nhân không bị rối loạn hoạt động thần kinh trung ương thì tôi sẽ cắt đứt ở đây, đúng không ạ? Hoặc bây giờ đã bị rối loạn thần kinh trung ương rồi thì tôi cắt đứt nó không thành gì, rối loạn vận mạch. Đó, và tương tự các khâu sau cũng thế, đúng không ạ? Vậy điều trị theo cơ chế vệ sinh có nghĩa là chúng ta cắt đứt các khâu hình thành trong quá trình bệnh sinh của bệnh lý. Đó là điều trị, cái cách điều trị thứ ba là theo cơ chế vệ sinh. Chúng ta quay trở lại vai trò của môn học sinh với bệnh. Vai trò thứ hai là sinh với bệnh là môn y học cơ sở của nền y học hiện đại, là môn cơ sở của nền y học hiện đại. Nói như vậy bởi vì người ta thấy rằng thực tế cái y học hiện đại có được phát triển như bây giờ hay không, một phần lớn là nhờ vào cái phương pháp thực nghiệm cho sinh lý bệnh, bởi vì sinh lý bệnh đã tìm ra cơ chế bệnh sinh cho các bệnh lý trên lâm sàng. Và cái thứ hai nữa là dựa vào phương pháp thực nghiệm thì có thể chúng ta chẩn đoán, chúng ta gì giả thuyết, và sau đó chúng ta quan sát, chúng ta đi đến các giả thuyết và chúng ta gì chẩn đoán được bệnh cho bệnh nhân trên lâm sàng bằng phương pháp thực nghiệm. Và xin một chút nữa là sinh bệnh là lý luận và là triết học với học, đó là vai trò thứ ba. Để cũng hơi buồn cười nhưng mà cũng không buồn cười một chút nào đâu. Bởi vì sao? Bởi vì sinh lý bệnh đã cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng những cái triệu chứng căn bản, những cái kiến thức căn bản về bệnh, đúng không? Và chúng ta có thể làm sao để có những nguyên lý để có những cái triệu chứng căn bản đó. Do đó người ta gọi là sinh lý bệnh là lý luận và là triết học với học.